Em Huyền Cao Bằng, xin chào toàn thể các bác. Xưởng của gia đình em Huyền tên là Giao Phúc Sen HD, xưởng rèn hệ cá nhân gia đình các bác nhé. Mình không phải là một tập thể, cũng không phải là một hợp tác xã, cũng không phải là một doanh nghiệp luôn. Mình là hệ rèn thủ công gia đình, là anh em mình tự rèn các bác nhé. Đấy, tự rèn nên mình tự hoàn thiện những con dao, nên là cái sản lượng em đưa ra thị trường thì cũng không phải nhiều đâu. Ngày em bán được có mấy con thôi các bạn, ngày mình làm mấy con thì mình cũng bán được mấy con thôi, mình không phải nhiều. Còn nếu mà cái dòng dao bếp ấy thì mình vẫn làm cho xỉ là nhiều, hàng theo lô thì mình vẫn có các bác nhá. Còn đối với những cái dòng hàng phong thủy, hàng đi rừng này thì em khẳng định với các bác là các bác sẽ ít gặp được ở trên cái dòng dao thủ công. Là cái thứ nhất, đặc biệt là ở trên em thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho tất cả các bác những cái con hàng gọi là độ thẩm mỹ nó cao nhất, bởi vì em yêu cái đẹp, mình thích cái đẹp, hướng tới cái đẹp nhiều hơn một chút, nên là em cũng cố gắng làm những cái con hàng này. Ngày cũng chỉ làm được mấy con và cũng bán được mấy con thôi, không phải nhiều đâu. Đấy, mình sẽ có những cái dòng từ hiện đại đến những cái dòng truyền thống, như là cặp số 9 thì nó là hệ dao truyền thống này, cặp số 5, 6 là hệ hiện đại này, cặp số 7, số 8 vậy. Mà đối với con dao số 6 là hệ siêu phẩm. Từ tuần trước em ra một con cầm chỉ thì hôm nay em ra thêm một con mun nữa các bạn. Đấy, nói thế để các bác biết là một con hàng thì em không phải là làm trong một số một chiều, mình thực sự là mất rất là nhiều thời gian lâu bởi dòng nó là dòng thủ công đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể luôn, mà đặc biệt là cái mẫu số 6. Hôm nay bác nào mà ưng với cái dòng vẩy rồng của con số 6 thì báo lại xưởng theo cái số điện thoại của em Huyền là 0347753780 luôn các bác nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đến với những cái em dao siêu mini đi. Hệ siêu mini này thì độ gần đây thì em giới thiệu với tất cả các bác tương đối là nhiều. Tại vì em tương đối tâm đắc với những cái em siêu mini này. Đấy, độ dày sống lưng của em này là 3 ly rưỡi gần 4 ly rồi các bác nhá. Nên tuy em này lưỡi chỉ 13 cm thôi, có nghĩa lưỡi em này dài 13 cm thôi. Bản rộng em này chỉ rơi ở 3 phần rộng nhất ở đây này. Nhưng với cái độ dày sống lưng của em này là 5 ly và kết hợp với nó là sử dụng dòng thép nhíp xe các bác nhá. Dòng thép nhíp xe thì con này bao các bác là chặt gà vịt làm cá được cho em. Còn vấn đề mà các bác đi rừng mà đi câu mà mình chặt cây củi mà để vót trông ấy, đào hố ấy, thì với cái độ dày sống lưng là 3 ly rưỡi gần 4 ly này ấy, thì các bác vô tư cho em, các bác nhá, vô tư đào hố được, vót trông được. Chỉ là nếu cây càng to thì mình chặt càng lâu thôi, bởi vì nó không quá to quá dài. Đấy, nó hệ mini nhưng nó vẫn đáp ứng được tất cả những cái chức năng đấy cho tất cả các bác nhá. Rồi, em này có cả vỏ mun và vỏ cẩm. Một em bé bé xinh xinh như vậy. Thực sự rất là xinh luôn, các bác chú ý hộ em xem cái cán nó có đủ xinh chưa ạ. Rất là xinh, em rất là yêu cái con bé bé xinh xinh như vậy. Với cả cái phần vỏ mình thiết kế là uốn lượn như vậy, tạo cái sự mềm mại cho dao, nó lên được cái sự tinh tế ấy. Nên là bác nào mà mình để trưng treo phong thủy thôi, hay là mình mang đi câu thì cũng rất là hợp lý các bác nhá. Đây ạ. Gỗ là sử dụng mun, một tầng mun, một tầng cẩm, và hoàn toàn con này sẽ là mun hoàn toàn các bác nhá. Bán giá tất cả các bác là 560 em này. Em còn một em cẩm nữa. Em cẩm này thì đường vân tương đối là đẹp, và đặc biệt là điểm thiết kế của nó cũng gần tương đương nhau, lưỡi nó tương tự nhau thôi. Nhưng em này nó sẽ là vỏ cẩm các bác nhá. Vỏ cẩm một em cực kỳ mini và đáng yêu, xinh kinh khủng luôn các bác. Bác nào mà để trưng treo phong thủy để sưu tầm rất tốt, có khóa lưỡi được cho tất cả các bác nhá. Đây. Đây ạ, khóa lưỡi tốt ạ. Em này thì em thấy cực rất là xinh. Bác nào mà mình ưng với cái em xinh xinh như này thì mình báo em với những cái đường uốn lượn rất là mềm mại các bác nhá. Đời. Em không phun bóng các bác nhá. Không phun bóng mà cũng không phải là vẽ màu vào vân. Vân gỗ tự nhiên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em không phun bóng, không phun màu cho cái sản phẩm của mình, thì em cũng nói các bác rõ rồi. Thời trước thì em còn hay phun bóng, nhưng bây giờ thì em không, em để màu nguyên bản của gỗ. Khi mà các bác sử dụng ấy, trong quá trình các bác sử dụng lâu dài thì mình dễ bảo quản hơn. Mình chỉ còn là mình phun một cái lớp lót để bảo quản cái gỗ thôi. Còn cái màu bóng thì mình không phun các bác nhá. Thì vẫn có cơ tốt gỗ, tốt nước sơn đó. Thì còn xong của quá trình sử dụng lâu dài thì mình rất là uốn áp đối với cái dòng gỗ cầm chỉ và dòng gỗ mun này các bác nhá. Đây, nếu mà một cặp mà một cặp mun, một cặp cẩm các bác, mình có thể sử dụng là để trong thủy được các bác nhá. Đây ạ. Bà em xin phép qua mẫu đến mẫu số 2. Mẫu số 2 nó là một hệ mèo bụng bầu lưỡi 15. Độ dày sống lưng của em này là 5 ly bác nha. 5 ly lưỡi 15, bụng hơi bầu một chút. Cho bác nào mà mình vẫn ưng ưa cái dòng truyền thống các bác nhá. Ưng ưa cái dòng truyền thống có lỗ sỏ dây cho tất cả các bác này.
cán thì vót giả vân trúc này, nói chung là mình không vót quá là nhiều đâu. Nhưng mà cái với cái độ vót như vậy ấy, khi mà các bác cầm này nó không bị trơn trượt tay, mà đặc biệt em không phun bóng nên là khi mà các bác cầm ấy nó không bị trơn đâu các bác nhá. Còn nếu mà hàng nào mà các bác chủ yếu em nếu mà phun bóng ấy thì các bác cầm sẽ hay bị tuột tay, nếu mình có toát mồ hôi mà dính một ít dầu nữa ấy, các bác càng khó sử dụng luôn, đặc biệt đối với cái dòng dao bếp đấy. Em mà em tâm sự thật luôn, mình dùng thì mình làm sao mà cho các bác dùng thuận tiện nhất thôi, chứ em không phải là phải đẹp phải bóng bẩy, nhưng mà đẹp bóng bẩy khi mà các bác dùng ấy mà nó trơn trượt tay thì chẳng để làm gì cả, cái điều đấy không phải điều mình hướng tới. Đấy, quan điểm của em là như thế, thì em hơi thẳng tính một chút thì các bác thông cảm giúp em. Còn đây là một em dao mèo các bác nhá, một em dao mèo lưỡi 15, cán sử dụng cũng là dòng mun. Con này thì có vân xoáy rất là đẹp này, nói chung là dòng mun thì nó e ấp, cái vân nó không phải là nổi trội lên như là cái dòng cẩm các bác nhá. Đấy, em này báo giá tất cả các bác là 460 các bác nhá, 460. Đấy ạ. Tiếp theo mình đến với một em dao số 3. Em này thì chắc em hôm nào em lên một cặp, nhưng hiện tại em còn một con thôi. Lưỡi 21 các bác nha, lưỡi 21. Độ dày sống lưng của em này là 5 ly. Ở cuối thì mình vát, mình không mài sắc, mình chỉ vát thôi. Vát thì nó còn khoảng 1 ly rưỡi như vậy. Có khoét rãnh tạo điểm nhấn cho con hàng này. Bản rộng con này thì rơi vào 4 các bác nhá. Cán sử dụng dòng cán 2 tầng, có chắn đồng này. Đồng nguyên khối các bác nhá, không phải bọc mà là nó là nguyên khối đồng đấy ạ. Đấy, sau đấy là một tầng mun, một tầng gỗ cẩm có lỗ xỏ dây cho tất cả các bác luôn. Đây ạ. Con này thì mình có cả vỏ, vỏ sử dụng là vòng cổ mun. Đây. Con này thì là sẽ có một cái bớt mắt ở đây này, các bác thấy không ạ? Một cái bớt mắt ở đây. Đây ạ. Vỏ là vỏ hệ vỏ siêu các bác nhá, vỏ siêu đấy. Bà giá tất cả các bác em này là 600 các bác nhá. Tiếp theo là có một em số 4, em có một em Tanto. Vỏ cũng là vỏ mun, lưỡi em này là 10-20 các bác nhá, lưỡi 20, bản rộng là 3,5, độ dày sống lưng em này 5 ly. Sử dụng dòng gỗ mun, thì bây giờ em vào vỏ cho tất cả các bác xem. Đây. Em này sẽ như vậy các bác nhá. Đây ạ. Báo giá tất cả bác em này 600 luôn các bác nhá. Tại vì dòng gỗ mun thì em sẽ nhích hơn một chút, còn nếu mà xuống dòng cẩm thì mình sẽ rơi vào khoảng 560.000 thôi, nhưng mà dòng gỗ mun thì em sẽ báo giá tất cả bác là nhích hơn khoảng 30.000 tha đến 40.000 một con các bác nhá. Đây ạ. Đến với hai em lưỡi siêu phẩm. Đến với hai em lưỡi siêu phẩm các bác nhé. Là số 5 và số 6. Thì đặc biệt cái số 5 và số 6 ấy, thì lưỡi của nó sẽ tương tự giống nhau thôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái cán và cái vỏ. Cái vỏ thì nó đều sử dụng là cái dòng cẩm chỉ, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở cái cán. Đầu tiên là mình sẽ đến với em đầu tiên nhất trước các bác nhá. Em này thì lưỡi 30, độ dày sống lưng em này là 5 ly, bản rộng rơi vào 4, có khoét rãnh này. Có khoét rãnh này, sử dụng dòng thép nhíp mài trắng, cán sử dụng cán lê vẩy rồng các bác nhá. Đây, cán lê vẩy rồng các bác thấy cái vẩy rồng của quán ạ. Cán sử dụng dòng cán lê nên khi mà các bác cầm ấy, đấy. Tuy con này nó không vân trúc nhưng mà nó lại có cán lê ở dưới này. Thì khi mà các bác cầm này, nó không bị tuột cái con hàng ra các bác nhá. Trơn trượt thế nào không bị tuột, đặc biệt mình có cái lỗ xỏ dây ở đây, mình xỏ dây vào, mình quấn vào tay đi, không bao giờ sợ bị tuột con dao ra khỏi cái tay của mình luôn. Đấy, con này em có cả vỏ. Đây ạ. Cả vỏ em này như vậy, bác nào mà để trưng treo phong thủy thì cũng rất là hợp lý. Đây, em này có một mắt rồng ở đây các bác nhá. Một đoạn mắt rồng ở đây và một cái mắt rồng ở đây nữa. Đấy. Ở đoạn này thì nó lại hơi vẩy rồng ở đuôi lên này, các bác thấy không ạ? Đấy, đoạn này thì nó hơi vẩy rồng ở đuôi và cả cán này nó vẩy rồng, cán vẩy rồng các bác nhá. Nhìn rất là ưng luôn. Con này vào giá tất cả bác là 730.000 các bác nhá. Đây ạ. Em chỉ có một con duy nhất thôi về cái vân này. Đến số 6, đến số 6 cái lưỡi nó rộng nhau nhưng nó sẽ là hạng siêu phẩm các bác nhá. Cái cán sử dụng
kiểu vót siêu phẩm. Đặc biệt ở đây mình sử dụng nhiều khâu đồng nguyên khối các bác nhá, nhiều cái đồng vàng nguyên khối. Ví dụ miếng này cũng là một miếng đồng vàng nguyên khối, lại một tầng gỗ, xong lại một tầng đồng, một tầng gỗ và một tầng đồng. Tất cả những cái tầng đồng này nó sẽ được luồn qua cái thanh thép ở trong này rồi, các bác nhá, nó liền với thân dao ở trong này rồi, nên các bác yên tâm trong quá trình sử dụng là không sợ là nó bị tuột ra các bác nhá, không bao giờ sợ, tại vì mình luồn qua rồi mà, mình khoan lỗ xong mình mới luồn qua đấy. Có chốt đinh ở đây mà cán đấy thì vót vô cùng cẩn thận. Đặc biệt ở đuôi thì có ốp đồng, ốp đồng thì mình cũng bắt vít vào rồi, nên cái việc và cái đồng của mình mà bị tuột ra khỏi cái cán này ấy, thì cũng không xảy ra được. Bởi đầu tiên ấy, em làm thì các bác có nói là đối với cái dòng ốp đồng này thì sợ nó bị mất cái thẩm mỹ, nhưng thực sự không có cái ốp đồng này thì trong quá trình sử dụng lâu dài thì em thấy rất là ái ngại cho cả bác, nên em bắt buộc em phải dùng hai cái đinh vít vào như vậy các bác nhá. Con này sẽ có dòng là vỏ vẩy rồng. Con này được cái vẩy rất là đều và đẹp. Khóa lưỡi cho tất cả các bác nha. Đây ạ. Đây các bác xem cái vẩy này của em. Quá ưng không ạ? Ưng không ạ? Wow, em thích lắm rồi đấy các bạn. Con này được cái vẩy rồng rất là đẹp luôn, các bác thấy không ạ? Không biết các bác nhìn thấy không nhỉ? Điện thoại em thì cũng hơi cùi một chút, không biết các bác có thấy không. Đây bên này cũng vẩy rồng đều ở hai bên luôn các bác nhá. Không một tì vết luôn các bác nha. Đây ạ. Không phun bóng, không phun màu các bác nhá. Không phun bóng, không phun màu, màu nguyên bản của gỗ. Đây, vảy rồng đây ạ. Wow, nhìn góc này phải nói là tuyệt cú mèo luôn các bác ơi, 900.000 nhá. Hạng siêu phẩm thì bao giờ em bán 900. Hiện tại em đang có con này trên tay 900.000. Bác nào ưng thì gọi điện em theo số điện thoại luôn, mà em biết là con hàng này của em lên kiểu gì bác cũng lấy luôn, nên là bác nào mà ưng thì gọi điện trực tiếp luôn em nhá. Tránh mình nhắn tin thì mình sẽ bị chậm hơn so với các bác khác ấy. Đấy. Để cho bác nhìn kỹ hơn. Để trưng treo phong thủy đi rừng cũng rất là đảm bảo cho tất cả các bác nhé. Đến mẫu số 6, số 7, số 8. Đến số 7, số 8 ấy, thì nó sẽ là cái dạng tanto. Thì nói chung là cả những cái con tanto này thì thời gian gần đây em đã giới thiệu với tất cả bác tương đối nhiều. Và hàng em chủ yếu là một phần là em giả khách. Thực sự với các bác là như vậy, hàng chủ yếu là một phần là giả khách thôi. Đầu tiên mình sẽ đến với cái dòng tanto cán ốp. Lưỡi con này là 30 các bác nhá. Độ dày sống lưng em này là 5 ly, bản rộng là 3. Đấy, cán sử dụng dòng cán ốp này. Cán ốp, bác nào thích cán ốp thì nó sẽ đầm hơn. Đấy, tán 4 đinh. Bác nào thích cán ốp thì mình sử dụng dòng cán ốp, nó rất là đầm. Đây. Con này cũng được cái vân rất là ưng, có thấy không ạ? Nó tạo điểm nhấn ở đây thôi. Có bác thì mình thích kiểu đấy, nhưng có bác thì mình lại thích kiểu khác. Đây ạ. Bảy sáu mươi em này các bác nhé. 760 một em lưỡi 35. Tiếp theo đến em này thì là nó sẽ là hệ tanto các bác nhá. Lưỡi tương tự thôi, 35, lưng hơi cong các bác thấy không ạ? Lưng hơi cong một chút. Độ dày sống lưng của nó là 4 ly rưỡi gần 5 ly, bản rộng 3. Đây con này lại được một cái đường vân khác như kiểu một cái bức họa ấy. Đấy, nó như kiểu một cái bức họa ấy các bác ạ. Đây. Em tanto tròn kiểu như này thì nó sẽ là 760 các bác nhá, lưới 35. 780 ạ, 780 lưới 35. Mình còn một em nữa. Sọc, em này sẽ là hệ sọc. Vân sọc. Mun thì nó sẽ có vân sọc và vân chun. Nói chung là tùy vào từng kiểu thôi các bạn. Có em thì sọc, có em thì chun. Đây các bác nhé. Đây ạ. Còn em này thì em làm theo cái yêu cầu của khách về cái lưỡi. Nói chung là lưỡi thì là khách vẽ theo yêu cầu của khách. Còn cái vỏ thì là mình tự vào. Hàng cũng là hàng trả khách luôn. Mình cứ giới thiệu sơ sơ qua cho tất cả các bác mình cùng ngắm thôi. Còn đối với em mèo truyền thống các bác nhé, hôm nay hai cái cặp mèo truyền thống này thì em đồng giá là 950.000 các bác nhé. 950.000. Lưỡi em này là 26. Độ dày sống lưng là 8 ly. Thuôn dần mềm mũi lưỡi dao, bọc rất là nhiều đồng. Đồng giá là 980.000 các bác nhé.
980.000. Hai em mua em là 980.000. Sử dụng vỏ là vỏ gỗ hương các bác nhá. Con này là sử dụng dòng gỗ hương. Đây. Đây ạ. Con này mà để các bác treo phong thủy thì em thấy rất là hợp lý, các bác treo như này cũng hợp lý, đẹp. 980 các bác nha. Còn tiếp theo là em này thì lưỡi là lưỡi 28. 28 độ dày sống lưng cũng 8 ly, thuôn dần về lưỡi mũi dao này, hơi cong này, bọc đồng này. Vỏ là vỏ gỗ mun các bác ạ. 980. Đây ạ. Rồi các bác thấy chưa ạ? 980 các bác nhé. Nói chung là thép nhíp thì sử dụng thì các bác cũng yên tâm rồi. Về cái phần thép nhíp thì mình tương đối là ưng ý các bác. Đấy, hiện tại là em có những cái mẫu hàng như vậy. Thì các bác ưng con nào thì mình cứ báo lại bên xưởng theo cái số điện thoại của em là 0347 753 780 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.